Cơm chay đánh tan bệnh tật, củ sen nấu đậu suy nhược cơ thể, dương khí suy yếu, mất ngủ, người bứt rứt khó chịu. Vật liệu: một củ sen lớn, 2 bìa đậu hũ, 150 đậu đen, nước tương, đường, bột ngọt, muối, tiêu. Cách làm: đậu đen ngâm nước cho nở, cho đậu vào nồi con hầm mềm với chút muối. Củ sen cạo rửa cho sạch bùn, cho củ sen lên thớt dùng chày đập dập, xong cắt củ sen ra từng đoạn ngắn 4 cm. Đậu hũ cắt thành từng miếng vuông 2 cm, dày 5 ly chiên vàng. Múc bớt dầu trong chảo vừa chiên đậu, cho kiệu sắt nhỏ vào phi thơm. Bỏ đậu hũ vào thêm nước tương cộng đường cộng muối cộng bột ngọt, đảo đậu đều. Kế đó đổ đậu đen đã hầm vào xào chung với đậu hũ thêm vào chút nước. Để một lúc cho hai thứ thấm gia vị, cho củ sen đã đập dập vào nồi. Đổ nước sấp củ sen hầm độ 1 giờ cho củ sen mềm, bỏ chút muối. Khi củ sen mềm, đổ chảo đậu xanh và đậu hũ cùng một tô nước vào nồi củ sen hầm các thứ thêm 30 phút cho mềm đều là được. Nếm lại vừa ăn, múc củ sen hầm đậu ra thố, bay ngò, rắc thêm tiêu, dọn nóng. Công hiệu: món canh này có công hiệu với những người bị các bệnh chứng sau: suy nhược cơ thể, dương khí suy yếu, mất ngủ, người bứt rứt khó chịu, sốt khát nước, các chứng xuất huyết, nôn ra máu, chảy máu cam, đi cầu ra máu, tiểu ra máu, sản phụ sau khi sinh bị xuất huyết. An Thảo Đường nâng niu từng vị thuốc, hãy không ngừng chia sẻ bài viết cho nhiều người biết đến, đó là sự ủng hộ quý giá của quý vị đối với An Thảo Đường.